Vừa qua, tàu cao tốc không người lái lần đầu tiên xuất hiện đã được tiến hành chạy thử tại Thượng Hải. Tàu Pujiang dài 6,68 km và có 6 điểm dừng, bắt đầu từ nhà ga Huizen ở phía nam và dừng chân tại nhà ga Sendu. Đoàn tàu có sử dụng hệ thống bánh xe tự động chạy và có thể điều khiển được đoàn tàu dừng, rẽ và chạy một cách an toàn. Hệ thống tàu này ít phát ra tiếng động, ngoài ra nó còn giúp cho đoàn tàu rẽ được nhiều chỗ khó rẽ. Khác những đoàn tàu truyền thống khác, tàu Busan có gắn hệ thống vận chuyển hành khách tự động. Đây là đoàn tàu đầu tiên tại Thượng Hải áp dụng hệ thống này. Nó có thể khiến tàu dừng lại, chuyển động và mở cửa tự động. Nó cũng sử dụng một loại tín hiệu giúp tàu giữ được khoảng cách an toàn trước chướng ngại vật. Trong hành trình chạy thử nghiệm, đoàn tàu đã khởi hành lúc 5 giờ 40 phút sáng và về đến ga cuối vào lúc 10 giờ 42 phút tối, chở theo 568 hành khách.